Sau đó Thu Vinh tiếp tục thi đấu xuất sắc, đặc biệt ở lượt đấu thứ 5, xạ thủ của chúng ta lên tới 100 điểm, để qua đó xếp hạng bốn chung cuộc sau 6 lượt bắn với 578 điểm và giành quyền vào chung kết. Bóng chung kết nội dung 10m súng ngắn diễn ra lúc 17 giờ chiều nay. Hiện tại Thu Vinh và đoàn thể thao Việt Nam còn có 2 vận động viên thi đấu trong ngày hôm nay. Lê Thị Mộng Tuyền sẽ ra quân ở vòng loại 10m súng trường hơi nữ lúc 14:15. Trước đó 15 phút Phạm Thị Huệ sẽ thi đấu vòng loại cuối cùng với 13 vận động viên. Việt Nam 333 3337 gam 4 gì ở 500 mới chạy bình thường, cái win 18 nhé, mấy vẫn chạy tốt, dùng học sinh thoải mái.